Ok, chào buổi sáng anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ làm nhanh VR demo của bé là Leo để các bạn xem một người mà các bạn hay gọi là tay to ấy, một người mà các bạn hay dùng từ đấy frag cao các kiểu thì bắn như thế nào? Tại sao Leo lại có nhiều frag đến như vậy? Tôi sẽ có cả tư liệu livestream luôn. Đầu tiên thì tôi sẽ cho anh em xem trước. Chúng ta sẽ vào thẳng demo của Leo luôn để xem cách Leo bắn map đất 2 như thế nào. Mà tại sao hôm qua Hiệp lại có thể khóc thét nhiều tiếng khóc đến như vậy. Nào, hãy cùng xem. Tiện thể tôi ngồi xem luôn mấy anh em bên đội của tôi bắn cái map này như nào. Ok nhá. Hôm nay tôi sẽ để chế độ kênh chat là thoải mái cho anh em. Chúng ta sẽ cùng bình phẩm về cách chơi của player bé là Leo. Đây rồi, bé là Leo đây rồi. Leo là người cánh B nha các bạn nhá. Đấy, hai anh em nhảy qua. Rồi, một ông đi cửa sổ. Leo giạt trái luôn, úp mặt vào tường tránh flash. Ai da. Ra thì rất là khó. Ở hầm B mà bảo là để flash ra được đấy, mà ở ngoài B không biết ấy, mà nó nổ luôn ấy. Rất là khó, bởi vì đơn giản là chỉ có cách duy nhất là ném lên mái thôi. Ném lên mái thì nó lại không bị mù lâu mà nó chỉ chớp. Còn nếu không thì bắt buộc phải ném bật tường. Mà ném bật tường thì có tiếng. Thì luôn luôn là cũng trong B sẽ nghe thấy được. Đấy, không thấy gì. Ok nhá. Đấy, bọn tôi bắt đầu bắn nhau vào long này. Bắt đầu back về này. Ấy, các bạn gì đâu. Leo đặt tâm rất buồn cười luôn. Leo ngó sang bên phải thì ngó sang bên trái thì ngó sang bên phải thì ngó bên trái thì. Quả này thằng David nó đang back về rồi đúng không? Thằng David nó back về mid. Đấy, thì Leo quả này back về đúng rồi. Leo chỉ việc nhìn hầm thôi. Rồi, hai anh em ra mít bắn nhau luôn. Ủa, bắn 2 viên thay đạn. Đấy, các bạn thấy không? Đỉnh cao 2 viên thay đạn. 10 viên có vẻ như đối với Leo bặc là không đủ. Bắn 2 viên luôn thay đạn sẽ bị nó cấu với máu vậy. Đấy. Nó bắt đầu đứng kê sót. Địch thì lên hết chân bom xe A rồi. Rồi, Leo đang nghĩ rằng là đang chờ quyết định đến từ đồng đội. Hiệp bảo búp flash lên luôn. Hiệp búp flash rồi, Leo tránh được. Leo đẩy lên. Ok, Leo tách lên. Leo bắn 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, bắn hết một đạn. Leo đi về. Leo chết. Đỉnh thật. Một lần nữa tôi công nhận cái cụm từ thánh sinh tồn cho Leo cho quả này. Rõ ràng là người lao lên đầu tiên, nhưng mà Leo lại đéo chết. Chết có vẻ cả hai ông thằng Hoắc cái thằng Damit lên sau chết rồi này. Đấy, Hoắc cái Damit chết hết rồi này. Leo bắn đéo chết cơ các bạn ạ, khéo thật sự luôn. Đấy. Đây tôi cho lại các bạn xem lại cái cảnh tượng này. Rõ ràng Leo quả này hình như là người đi đầu chứ mà. Tôi nhầm. Đây. Chúng ta phải lấy một góc nhìn. Đây các bạn nhìn. Nào, ai? Leo với cả David cùng lên nhau này. Hiệp đi sau cùng này. Cái đéo là Leo đéo chết vẫn còn 79 máu á. Các bạn buồn cười vãi lịt ạ. Leo còn 79 máu các bạn ạ. Ôi giời ơi, mà nó còn chết cả Hiệp cả David. Sợ thật. Quả này là hóa ra là mấy anh em này bắn lỗi. Trời ơi. Quả này là tôi bị nó bắn chết đấy. Cái demo nó lỗi đấy. Thế là cuối cùng này các bạn nhìn quả tình huống này, chúng ta lại bao lại một lần nữa. Đến tôi cũng chết cơ các bạn ạ. Ôi tình huống này nó đỉnh cao nhở. Quả này đến tôi cũng nằm luôn này. Tôi về tôi bắn cùng này. Này. Đây. Rồi, chuẩn bị cứu này. Đây rồi. Các bạn nhìn nhá. Này, tôi chết, tôi bị bắn chết ở long này. Đẩy lên này, thế anh đứng bắn cover này. Này, Leo bắn đứng đầu tiên nhá. Thì tên đéo là Hiệp lên sau cùng, Hiệp lại bị bắn chết ạ. Giỏi thật, thằng Leo nó đứng ở đầu tiên nhá. Anh em nhìn nó xác của thằng Hiệp với cả xác của David ở phía sau nhá. Mà lên Leo bắn hết bằng USP đéo chết ai, Leo còn 79 máu đi về. Thằng này chúa phù hộ à? Đỉnh thật. Cuối cùng thì đéo là đấy ai. Hai cái xác này, Hiệp với David ở sau lưng Leo. Leo lên đầu tiên, bắn hết một bằng USP, địch bắn đĩa trúng Leo. Thế thì đéo là thằng Hiệp quả này khổ nhất, Hiệp lên sau cùng, vừa ngó là bắn rất vắt vào mặt luôn. Thế Leo lại số cuối. Cuối cùng Leo số cuối này, các bạn nhìn này. Leo là người chết cuối cùng nha, thế anh ở lo còn chết trước cả Leo cơ. Mẹ mình những cái logic nó phải gọi là đỉnh cao luôn ạ. Đỉnh thật. Ông Leo cuối cùng lại thành sống cuối cùng. Giỏi thật. Ma ám. Quá là ma luôn. Rồi, David. Cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh đã tặng 5 gói hội viên cho anh em trên kênh nhá. Nào phải dạo này chơi Apex kìa. Nào tiếp tục. Rao vừa rồi thì không tính, rao Ico. Giờ cái làm rao full buy này. Đây rồi. Mấy cái anh em này hay bị một cái rất là dở. Kiểu mọi người mua bom không tính. Các bạn hiểu không? Ví dụ như thằng Leo này. Đấy, quả này thì công bằng rao này yếu tiền thì không nói. Đấy, rao này yếu tiền thì không nói. Nhưng mà mua bom lần sau mọi người phải tính toán một tí. Rồi mua một quả smoke cũng hợp lý. Nhà mid. Ôi, nhìn thấy chân của nó rồi. Làm gì đây? Rút quả smoke ra. Rút quả smoke vào. Quả này tôi chết ở hai long. Tí nữa tôi xem lại một tí cái góc nhìn của thằng Bizon. Qua lỗi bom xe A. Rớt long nhanh quá. Cầm Bizon quả này nó bắn cũng kinh cơ. Đứng đây đéo ai kê shot cho, cứ đứng đây spam qua smoke ạ. Này các bạn nhìn này, hai thằng mid này đứng spam qua smoke đéo hiểu để làm gì luôn. Còn này 2v5 thì chắc chắn là xếp súng rồi, xếp súng thì phải lùi chỗ an toàn. Cứ đứng giữa cửa mid thôi, đi spam qua quả smoke long. Này, em nhìn trên map này, một thằng nó ở đây nó nhảy xuống bắn thì cũng chết. Một thằng Lucas đây nó đứng nó bắn cũng chết. Đéo hiểu Leo định làm gì trong tình huống này luôn. Đây tôi xem lại thằng Bizon nó tanh quả này nhá. Đây, Bizon nó tanh đây. Đóng mù. Hai quả lát của Hiệp đóng mù. Quả thứ hai thì hơi chậm. Quả đầu tiên là nó không mù. Quả thứ hai của Hiệp thì lại bị hơi chậm. Nên ra là nó nhìn thấy bọn tôi trước rồi. Bọn tôi giạt ra luôn bởi quả flash của Hiệp đấy chứ. Bọn tôi là chắc là ăn flash của địch. Đây là quả tình huống này là nó đéo mù. Bảo sao nó bắn tôi thì anh hai cái mặt luôn. Khổ quá đi. Đấy, bọn tôi có đắp đầu cơ. Đấy, tôi lửa cũng xanh đẹp đấy. Tôi với cả thằng Thế Anh là ăn một quả flash của địch trong tình huống này. Đây các bạn nhìn nhá. Trước khi quả flash của Hiệp nổ này, flash 1 của Hiệp nổ này, quả flash 2 đang bay này. Các bạn nhìn không? Đây các bạn nhìn quả flash 2 của Hiệp đang bay này. Thì tôi với thằng Thế Anh ăn flash của địch bị mù này. Đấy, thế đâm ra bị bắn chết luôn. Còn này tôi với thằng Thế Anh ăn quả flash của địch. Có nghĩa là thằng Bizon nó đi tanh mà nó không bị mù bởi flash của Hiệp. Mà bọn tôi thì lại ăn flash thì sai, nên đâm ra hai thằng tôi với trắng. Nó bắn nó vỡ mồm, với là nó Bizon nó nhiều đạn nên đâm ra là vừa trắng nó vừa nó nhìn thấy trước rồi nó sấy. Hai cái mồm luôn, khổ vãi lìn ra. Còn này. Đấy, phải xem lại có những tình huống các bạn đâu. Phải xem lại demo mới hiểu được là nó như nào. Không xem demo đéo hiểu được nó như nào đâu. Ôi, quay trở lại Leo này. Bé là Leo. Ui ông nào dập lửa đây, tôi xem lại. Quả này, đây quả này thì thua là do dập lửa lỗi này. Sao anh em cũng khóc thét kinh thế. Này là do dập lửa lỗi này. Anh em dập lửa vãi cả đái, cháy mẹ một nửa. Trời ơi, ông nào là ông dập lửa đây? Tôi nhìn nào. Tôi phải điều tra lại. Ông nào ấy nhở? Ai là người có smoke? À đây, Leo là người dập lửa. Đúng không? Hay David? Leo ạ. Ui rồi ôi ông Leo. Lại là Leo à? Chào Leo. Lại là em rồi. Em Leo dập cho quả lửa. Ui giời ơi, anh em đi qua. Ôi giời ơi. Lại là Leo ạ. Trong những cái highlight luôn luôn có dấu răng của Leo và những đồng đội. Rồi quả này đẹp này. Đấy lại ném quả nết hoảng sợ này. Quả này tôi đi long này. Đây quả này anh em phải nhặt AK. Phải kê cái đoạn sau cửa đấy một tí. Đấy kê góc này đẹp này. Từ từ xem sao quả này thua được nhỉ. Thằng Leo yếu quá. Quả này Leo yếu quá. Ôi quả này thua là chịu rồi. Lại là Leo với tình huống dập lửa. Rất highlight. Thôi ra lại quay trở về với Leo. Cái trái của quả của thằng Leo với là quả dập lửa. Quả của Damit là quả nảy ra lên trên rồi. Thằng Damit nó cũng ném vào quả lửa. Nhưng mà vấn đề là cái quả của thằng Leo nó dập mẹ lửa rồi. Các bạn hiểu không? Thì làm ra cái quả của Damit nó bị ném thẳng vào chỗ quả smoke, nó đẩy mẹ lên trên, làm ra nó đéo dập được lửa. Quả đấy mà để Damit ném vào quả lửa có khi chuẩn hơn thì nó sẽ dập được hết. Nói chung quả lửa các bạn muốn dập lửa các bạn phải ném quả smoke vào giữa quả lửa cơ. Chứ các bạn ném vào mép nó chỉ dập được một đoạn thôi. Thì quả đấy là tại quả của Leo nên đâm ra là quả của Damit nó bị ấy chứ. Damit dập trước á? Đâu, quả có Damit dập sau hay sao chứ nhở? Tôi nhìn nhầm. Rồi. Nào, Damit. Quả có Damit đây nhá. Các bạn nhìn này. Quả có Leo dập trước. Trời ơi, quả có Damit này tít trên top mid thế này. Ô các ông. Xem mình mở to mắt ra mà xem. Bô khỉ. Cứ đòi vượt mặt tôi. Cứ va vẩn cầm đèn chạy trước ô tô. Nào, quay trở về với Thánh Leopard nào. Ôi, Damit bị bắn yếu luôn. Quả này Damit đấu mít này. Thằng Leo ném trước. Thằng Leo là thằng chạy trước mà, các bạn hiểu không? Thằng Leo là thằng chạy trước thì đâm ra nó là thằng ném trước. Rồi đấy, hai anh em này canh. Rồi Damit yếu. Giờ thằng Leo đấy, nhá cái cửa đấy là xong. Thằng Leo đánh lẽ phải xin quả smoke của thằng Damit. Thằng Damit lại dùng smoke của đéo đâu rồi. Sao hai anh em này dùng bom phí thì 1 phút 30 giây hết mẹ hai quả smoke luôn ạ. Hay Damit rồi đéo có smoke. Tôi nghĩ là Damit khéo smoke mid rồi. Tại vì Damit bị bắn yếu nên là sợ. Anh em bắn bản năng quá. 2B của mỗi hai quả smoke dùng mẹ hết luôn. Đấy, giờ còn mẹ 1 phút 30 giây hết mẹ bom này. Thành game bắn súng luôn. Nào. Đấy, lại dùng luôn quả lửa ấy. Các bạn nhìn đâu, chả có một cái tín hiệu gì ở địch ra mid cả. Anh em nhìn thằng Leo canh mít buồn cười không? Nó đứng nó nhá, nó cũng chả nhá được cái gì cơ. Tôi đang đéo hiểu là nó nhá cái gì ở cái mít. Sao địch cũng đéo búp flash ra mít. Địch cũng không hề gọi là smoke mid to be hay gì cả. Em Leo tôi có mỗi quả lửa trong tay. Ném mẹ nốt. Ném xong là em hết bom, em sợ quá em lùi về. Đấy, trong khi đó địch thì lên shot này. Bắn tôi với thằng Hiệp ở trên shot phải gọi là vãi đái luôn. Tôi thì ăn một đống bom, em Leo thì sẽ lùi dần về. Trong khi đó tôi với Hiệp thì đang report là A rất là đông. Thì về logic đúng không? Thằng Leo sẽ phải là thằng back về đoạn mid này, hoặc là back về gần hướng city này, để còn hỗ trợ cho bom xe A kịp thời. Nhưng các bạn nhìn nhau, em Leo mẹ em làm quả moonwalk luôn. Em ấy moonwalk từ mid, em moonwalk phát về bom xe B luôn. Trong khi đó mid làm gì có dấu hiệu đâu. Này, tôi lại nói với các bạn một điều luôn. Địch, thằng Leo bắn không hề đọc được một cái tình huống gì cả, rất là ngu. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Địch nó còn smoke cái quả ở mid đây này. Đây, tôi sẽ back lại cho bạn xem quả này. Địch nó còn smoke quả này cơ mà. Đấy, lúc lên này. Đấy, các bạn nhìn này, được chưa? Địch không hề ra mid nhá, được chưa? Đấy, địch nó còn smoke quả này. Cái quả smoke này ấy, ý nghĩa của nó là gì? Quả smoke này là quả smoke để đánh lên shot mà. Quả này không bao giờ ra được. Quả này ra bị one way, hiểu không? Anh em hiểu không? Quả này ra là sẽ bị one way. Nghĩa là quả smoke này là để địch nó nhảy lên shot. Nó sợ mid, bị mid bắn. Em Leo thấy nó ném quả smoke, em Leo sợ quá, em Leo rút quả lửa ra ném con mẹ rồi. Em Leo lùi mẹ về B luôn. Đấy, các bạn nhìn đâu, em Leo thấy quả smoke one way cho mình mà đẹp vãi lìn ra. Thì nó phải là đẩy ra, nó kê hẳn cho bọn tôi, hoặc là nó sẽ back gần về city. Nó còn quả flash này, nó back về nó ném cho tôi. Bọn tôi với thằng Hiệp một quả flash từ city lên là bọn tôi ăn hết bọn shot mà. Này, nhưng các bạn nhìn em Leo chọn cho mình một phương án đấy. Nó ném đúng quả flash, nó dọa em Leo thôi. Em Leo sợ quá. Ôi, hỏng rồi, địch vào gần rồi, cứu em, các kiểu. Em Leo ném ra một quả lửa. Sau đó thì em Leo làm một tình huống moonwalk. À, làm moonwalk đây cho tao xem. Đấy. Các bạn nhìn đâu? Các bạn nhìn đâu? Một tình huống moonwalk vào thẳng khu vực bom say B luôn. Đéo biết nói gì luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Em Leo có một cái lối chơi nó phải gọi là đẳng cấp luôn. Em Leo moonwalk lùi một phát về thẳng bom say B. Trong cái mẹ địch 4 thằng nó đánh lên shot. Và quả smoke rõ ràng là nó để che cửa để nó nhảy lên shot. Thì đáng nhẽ là nó đang sợ mình, thì mình còn sợ nó hơn cả nó sợ mình. Mà nó có làm cái đéo đâu, nó cũng chả ra mít. Nó ném đúng một quả flash bật tường thôi. Em tôi rút lửa ra ném luôn. Em tôi moonwalk một phát vào thẳng bom say B luôn. Đấy, các bạn nhìn cách chơi game ấy, thấy không? An toàn chắc chắn trong này, trên trong cái đó đi. Bọn tôi ở khu bom xe A đây, các bạn nhìn này, chuẩn bị nhìn này. Bọn tôi đang chống mafia bom xe A để em tôi đã về thẳng bom xe B này này. Tôi lại cho các bạn xem tình huống của bom xe A nó diễn ra khốc liệt đến như nào. Đây, tôi lại cho các bạn xem cái tình huống của bom xe A nó khốc liệt như nào. Em tôi, riêng em tôi thì moonwalk một phát về B luôn, cay thật. Đây, tình huống bom xe A đây, các bạn nhìn này. Nó như thế này mà. Một căng thẳng như này. Đây. Đấy, địch lên shot này. Đấy không? Các bạn nhìn không? Tôi về tôi bắn fake cho Hiệp đúng không? Đấy, các bạn nhìn tình huống này. Đấy. Nó smoke một quả này. Nó ném lửa trong bom này. Tôi bắn fake cho Hiệp một tơn này. Thấy không? Nó với tôi đấu súng một tơn này. Đấy, tôi bắn fake cho Hiệp này. Tôi cố gắng câu giờ này. Nó ném tôi một quả lửa này. Tôi vẫn di chuyển được này. Nó ném cho tôi quả lửa nữa này. Tôi múa lửa ở giữa hai quả lửa này. Tôi bắt buộc tôi phải lao ra. Tôi sợ tại vì tôi hết chỗ đứng rồi. Mẹ, nó khốc liệt như này mà em Leo tôi đấy lúc này còn đang... Ôi trời ơi. Đây rồi. Leo đã lò dò về đến đây rồi à? Trời ơi. Em Leo tôi thì có những tình huống moonwalk phải gọi là để đời nào. Sau tình huống moonwalk thì nó xảy ra như nào. Đây. Đây để tôi chờ xem sau tình huống moonwalk này nó như nào. Đây bọn tôi bảo A lên này. Đây đây là lúc bọn tôi đi post A lên đông rồi này. Leo vẫn đang nhá cửa. Ok. Em Leo rất cẩn thận. Rồi em Leo cầm dao chạy. Em Leo check cửa một cái. Em Leo chạy về thì bọn tôi cũng ra đi hết rồi. Rồi em Leo rất là bình tĩnh trong tình huống cứu bom này. Nào xem làm gì. Rất bình tĩnh từ tốn. Rồi thế anh móc được long. Thế anh ăn được thằng long. Thế anh bắn con này cũng hay. Sống tốt. Rồi biết một thằng trên bom rồi nhá. Nghe tiếng ọp về này. Xem em Leo làm gì. Ai à ai à. Rồi. Trời ơi. Rồi thằng kia. Em Leo bò quả này cũng khéo cơ. Em Leo bò quả này thằng kia giật cả mình luôn. Đéo nghĩ là có một thằng nào đấy nó cứu từ city lên. Mà nó quắc từ city lên. Nó đéo lộ một tiếng động nào mà. Quái Leo bò từ city lên không lộ tiếng động nên thằng ọp ấy bị giật mình. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ hay là có thằng Lucas nó móc quả long nhờ. Thế là thằng ọp ấy đéo nghĩ là có thằng ở ngay dưới chân. Mà Leo bò quả cũng tín. Bò một phát từ tận dưới lên trên. Không một tiếng động mà. Thằng ọp bên kia là giật mình luôn. Và đéo hiểu sao địch lại ở đấy luôn. Không một tiếng động luôn. Rồi ném nết. Ném lửa tốt mít. Ok. Hợp lý. Sờ mốc hầm. Rồi Damit lại đấu ọp ở mid. Damit bắn kiểu phong cách cũ á. Đi bắn ọp mid là kiểu cũ ấy. Rồi bây giờ nào. Đéo hiểu sao thằng có ọp thì đi kê lầu hầm B. Hai anh em này bắn bom xe B bị sai ấy, các bạn ạ. Thật. Tôi khẳng định các bạn luôn. Hai anh em này bắn B bị sai. Một là hầm B đang sờ mốc này thì mẹ ngắm ọp chẳng có ý nghĩa đéo gì cả. Bởi vì sao? Bây giờ ngắm ọp nhỡ nó đứng thùng bên này rồi thì sao? Đấy. Bây giờ ngắm ọp là phải vào ngay từ đầu cơ. Bắn phải không được cho nó qua trái cơ. Bây giờ sấm mốc rồi thì ông Leo hết sấm mốc thì ông Leo lại bắn ở cửa. Trong khi đó ông Damit còn sấm mốc thì lại nhảy lên bục. À không, ông Damit cũng hết sấm mốc rồi. Hai anh em này một là dùng bom rất là dở. Các bạn nhìn nhá. 1 phút 30 giây cả hai anh em canh B hết mẹ sấm mốc. Đây là một kiểu rất là sai. Thực ra thì chỉ có một quả sấm mốc được dùng lúc đầu thôi, đó chính là quả sấm mốc ở hầm B để chặn đất. Còn lại lúc đéo nó phải còn một quả nữa. Cái thứ hai nữa, thằng Damit là thằng có ọp đẹp thì thằng Damit phải kê từ window xuống dưới cái chỗ mid này này. Bởi vì sao? Ọp với nhìn được mid chứ. M4 nó sao nhìn được mid? Còn M4 của thằng Leo hoàn toàn thể đứng trên thùng này kê thẳng vào hầm B. Đấy là cách bắn đúng. Đây hai anh em bắn ngược mẹ đầu nhau này. Để thằng M4 nhà cửa. Thằng ọp kê hầm. Rồi thế cũng được nhưng mà phải còn smoke chứ. Đến lúc này phải còn một quả smoke cho thằng Leo. Bởi vì sao? Nhà cửa và địch nó đánh mid to be ấy, thì phải smoke cái cửa lại. Để che một đường sau đó bắn window với cả bắn hầm B thôi. Bắn 2 đường thôi thì còn bắn được. Nhưng đây là một tiếng hết sạch trong bốc. Và đánh vào là đánh 3 đường vào là chỉ có thua thôi. Đấy, bên địch ném một quả smoke ra đúng không? Để xem một tình huống này thế nào. Rồi xong nó ra là bắn chết Hiệp rồi. Đáng nhẽ ọp là phải kê shot thì nó sẽ hợp lý hơn. Địch lại đi B của này này. Quả này tôi nói thật các bạn, Damit nó đã báo rồi. Hầm B ra. Hai thằng này nó còn có bom cơ. Thì bây giờ quả này rất đơn giản là Leo chỉ rút súng ra bắn thôi. Tôi đéo hiểu thằng Leo ném quả flash để làm cái gì. Nếu thằng Leo có quả lửa hay quả smoke nó ném quả này thì còn có tác dụng. Nhưng tự nhiên nó rút một quả flash ra nó ném. Đấy các bạn nhìn. Sau địch nó chạy mẹ qua luôn. Hài vãi đái không? Hài không? Trông nó có đỉnh cao không? Trời ơi. Hai anh em đi qua nhau như chưa từng quen. Trong đó đéo có flash và lủ gì cả cơ. Bình thường là nó đi nhau qua quả smoke hay là thế đéo nào thì còn bảo đây không. Đi qua nhau giữa ban ngày ban mặt luôn. Thằng kia nó chạy qua sau đó nó giật mình, nó quay ngược lại nó bắn Leo. Hai đứa chịu được. Quả này có mỗi đơn giản nó Leo rút súng ra bắn cùng với đồng đội thôi. Mid không có hầm bê ra, chỉ có thế thôi. Là thắng round này rồi. Quả này David có sống không? David hình như bắn được hay sao? Ui mày quá, David quả này ăn hai. Nên đâm ra vẫn thắng. Đấy các bạn nhìn. Đấy. Rồi thì anh ăn một. Này tôi lại back lại cái round này cho các bạn xem cái thằng kia nó cũng giật mình như thế nào. Đấy, nó fake A đánh B này. Thằng số 8 tanh đúng không? Đây. Các bạn nhìn này. Lucas, thằng Lucas quả này chắc nó cũng giật mình. Đấy. Quả này Damit là bắn trượt tơn đầu tiên chắc chắn. Đấy, trượt một tơn, trượt hai tơn. Thằng này nó lao ra này. Đấy, nó đi qua nó còn không biết Leo cơ. Đấy. Trời ơi. Nó còn không nhìn thấy Leo cơ. Nhưng mà tại ông Leo tự nhiên ném quả flash nó nghe thấy tiếng nó mới quay lại nó bắn đấy chứ. Ui giời ơi. Nghĩa là thằng Lucas trong đầu nó định hình của này là chỉ có một B duy nhất thôi. Tại vì đã quét vào bom xe A ăn 2A rồi đúng không? Logic của nó rất là đúng. Là ăn 2A rồi kiểu gì thằng ở phải có một thằng mid là back ngược về bom xe A rồi. Nên B nó chỉ còn một thôi. Nhưng mà tất nhiên là logic của thằng Lucas thì đéo giờ có thể đúng được với Leo Pat. Leo làm back về đâu. Không có chuyện đến đâu. Leo đéo có chuyện back đâu các bạn ạ. Leo vẫn thủ chắc B lắm. Mỗi tội Leo đi ném quả flash rất là dở người. Đấy các bạn nhìn thấy không? May mà còn này Damit ăn 2 vẫn thắng. Chịu. Cũng chỉ có báo thủ thôi. Nào tiếp tục nào. Tôi xem tiếp. Đấy. Nhìn sót trong đội lúc đầu để sợ địch rớt. Còn này chắc là Leo không có lửa. Này tôi hiệp bách về luôn này. Tôi giữ sót này. Đấy thằng Leo nó bắn mít đây. Nó cứ nhìn cái giáo gì các bạn nhìn đâu. Này anh em nhìn này, tôi hỏi các bạn, đây là Leo bắn mid hay là Hiệp bắn mid? Đấy sao tự nhiên nó ngó ra? Hỏi tôi xin hỏi anh em thử. Anh em nhìn như này là ai đang là người bắn mid? Thằng Hiệp nó bắn mid chứ phải thằng Leo đéo đâu. Thằng Leo nó cứ nhìn vào tường nên nó cứ nhìn địch đéo đâu. Đấy. Đấy, thằng Hiệp thì với là thằng ngó chứ. Leo thì lúc nào trong tình trạng là sẵn sàng back luôn, rất nhanh. Đấy. Nó bây giờ lại moonwalk về B. Thấy không các bạn thấy không? Lại moonwalk về bế. Vẫn còn smoke nhá, Leo vẫn còn smoke nhá. Smoke che cửa là đẹp này. Rồi Damit kê bên kia rồi. Làm gì đấy? Xem Leo bắn kiểu gì đấy. Đúng là trong tình trạng rất sợ hãi. Không bao giờ các bạn nhìn thấy Leo được ngồi những cái góc mà không có đường về. Tôi chắc chắn với các bạn luôn. Anh em nhìn nào, không bao giờ Leo lúc nào phải đứng cái chỗ nào mà thật sự là an toàn. Ngoài nó bắn sơ cao quả này cũng kinh. Quả này tôi bắn lỗi này. Nó bắn sơ cao mặt Hiệp quả này kinh quá. Tôi thì bắn thằng đi đầu lỗi cái chết luôn. Đó, xếp súng thôi. Đấy. Ui rồi ôi. Nghe nói Leo Pat tay to lắm. Tôi cũng nghe nói là em Leo nhà tôi tay to lắm. Tôi cũng tưởng là em Leo tay to lắm cho đến tình huống vừa rồi. Nhiều người hay khen em Leo nhà tôi là tay to. Rồi, bút đồng đội lên. Đẩy luôn, đúng rồi. Ôi trời ơi. Ôi khéo thế nhở. Ôi giời ơi Leo. Leo khéo đấy, khéo đấy. Các bạn thấy không, Leo đẩy lên định bắt thằng mít. Tôi những tưởng là Leo sẽ tanh lên ăn thằng mít. Tôi bảo ui mẹ con này Leo xử lý hợp lý thế nhở. Leo có tình huống này gọi là xử lý nó cực kỳ logic luôn. Nhưng hóa ra em tôi tanh một phát dễ dàng vào hầm luôn. Khéo thật sự luôn. Cua quả với phải gọi là drip quả này hơi bị khéo luôn ấy. Kiểu tôi không ngờ cái tình huống drip này luôn. Tôi không ngờ trong đầu tôi luôn. Tại tôi nghĩ quả này là thằng Leo lên ăn thằng Tom Mít là đúng rồi. Bởi vì quả này chắc chắn là nó ra long đông rồi. Tại bọn tôi đã báo là long đông đúng không? Nó ra long đông rồi thì bây giờ Leo đẩy lên ăn thằng Tom Mít cùng với cả shot đẩy ra đây các bạn nhìn này. Này, hai shot bên mình đang đẩy ra này. Leo đẩy lên thì có Damit bắn cover nữa này, là 4 đánh 1 kiểu ui Leo xử lý quả này hợp lý thế. Cho đến lúc Leo dễ một phát mẹ ở trong hầm. Kiểu nó chả liên quan gì đến tao cả. Thì chúng ta phải hiểu được rằng đó là một tố chất. Thực sự đó là một tố chất các bạn ạ. Hóa ra đẩy mít nó chỉ là faker thôi. Còn Leo thì lại đẩy vào hầm cơ. Khéo thật. Mẹ ra bắn ông mít tưởng đâu ông đẩy mít nó đâu, rẽ vào hầm. Ôi, ông đi một đường riêng luôn. Cho nhau lối đi riêng luôn các bạn thấy không? Và sau khi Leo quyết định đẩy vào hầm là anh em đành phải lùi về. Anh em là không còn một cái lựa chọn nào nữa. Tại vì bây giờ có cái ông đẩy, tưởng là ông em đẩy thì chắc chắn là TheAnh với cả Hiệp sẽ đẩy ra cùng để ăn thằng này. Đấy. Nhưng bây giờ tự nhiên ông đi đầu tiên lại rẽ mẹ vào hầm. Tự nhiên là mấy ông sau lại đéo hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đành phải lùi về nữa chứ làm sao mà dám đẩy nữa. Ủa, sau đó là chạy đường nào đây? Leo chạy vào hầm, Leo thay đạn. Leo bắn được 2 viên, Leo vẫn thay một băng vai 7 mới. Mà băng vai 7 các bạn biết là 20 viên cho một băng. Leo lại lùi về. Sau đó Leo trốn ở đây. Sau lại ấy, Leo lại ra bắn 1 viên nữa với cả thằng ở mid. Leo lại giật về, Leo bắn 1 viên nữa, Leo lại giật về. Leo ra lại bắn nhau với thằng mid. Rồi, rất là khốc liệt. Rồi, Leo chết. Trong khi đó bọn tôi ở trên boxe chiến đấu thì phải gọi là 500 hiệp. Thế cuối cùng tác dụng của em Leo là gì nhỉ? Tôi không hiểu. Tôi không hề hiểu tiếng này. Tiếng này tôi thật với mọi người là bọn tôi ở trên A bắn quá tốt luôn. Bọn tôi có 4 người, bọn tôi đổi được 4 mạng và TheAnh còn sống. Nghĩa là 3 đổi 4 là lãi. Còn đây thực ra thằng Leo nó chỉ cần đứng trong hầm này, nó kê lên shot này, nó không cho thằng shot móc là được. Là thằng TheAnh rất dễ bắn rồi. Đấy, nhưng mà cuối cùng các bạn nhìn thấy không? Leo định chui vào hầm để bay tơ, nhưng Leo lại ra bắn nhau, lại chết cái thằng mít. Còn này thực ra nhá, thằng Leo không chết quả này ấy, thì tự nhiên là thằng TheAnh lại dễ bắn hơn. Leo cuối cùng lại ra bắn nhau ở một tình huống mà đến lúc này lại không cần bắn nhau nữa. Rất là khó hiểu luôn. Đấy. TheAnh quả này ngáo quá. TheAnh ngáo quá. Tại vì cái thông tin thằng kia ở mid từ rất lâu rồi, nhưng mà TheAnh mất nhiều thời gian để nhận cái thông tin đấy quá. Anh nghĩ quả này TheAnh khi mà biết thằng kia ở mid thì TheAnh phải cầm dao nhảy thẳng xuống nhặt khẩu AK rồi ra bắn 1v1 với nó. Quả này phản xạ của ông TheAnh chậm quá, kiểu đéo xử lý được thông tin đấy. Đấy, các bạn nhìn pha tanker của Captain Leopard đỉnh không? Đấy, xong bắt đầu hai anh em này lại đéo lửa top mid, rồi ông Damit lại ra đấu off như một thằng ngu. Tôi nói thật các bạn, cái cách bắn của thằng Damit trông rất là ngu. Thật. Nó bắn kiểu này rất là ngu, nó bắn như này nó chỉ bắn shot thôi. Này, nhảy qua một nhịp này, xong quay về đấu off. Mẹ mày phản xạ gì đã đéo bằng nó rồi. Đi đấu off chay, không flash. Rồi xong. Nó biết bây giờ còn một đây, quả này tôi thật các bạn nha. Tôi về tôi cứu Leo này. Các bạn nhìn tôi không? Tôi về tôi cứu Leo, tôi nghe tiếng shot này, shot lên rồi này. Rồi, ăn được một thằng shot này, tôi về tôi cứu Leo luôn này. Thấy không? Này, các bạn để xem quả này, tôi chắc chắn các bạn quả này thằng Leo báo rất là khủng khiếp ở B hay gì đấy. Đấy, tôi back về này, tôi hỗ trợ này. Đấy, Hiệp smoke shot đẹp luôn này. Hiệp giữ được shot này. À không, đây là Hiệp. Tôi bị quay trên bom xe A. Đéo được 3 thằng của smoke one way, đéo nhìn gì. Tôi bị quay trên A này. Không phải tiếng này tiếng khác. Rồi, quả này cứu bom như nào đây? TheAnh quả này sống là thắng, nó có thể thắng được. Quả này hơi đen đúng không? Quả này hai anh em bị thằng ọp bắn táo. Đúng quả này đen cho thằng Hiệp. Lại là Leo à? Ôi trời ơi. Lại là Leo à? Ơi giời, quên nhân vật chính của chúng ta. Đây rồi, em Leo của tôi đây. Em Leo em KB. Hiệp về hỗ trợ đúng không? Rồi, em Leo em KB, bây giờ bất A này. Rồi, em Leo em KB xem em bắt B như nào. Lại là Leo rồi, đúng rồi. Quả này tình huống lại key player lại là Leo. Rồi, Leo về này. Rồi, Leo với Hiệp cùng nhau lên shot. Ok, Leo flash cho Hiệp. Chuẩn luôn. Sau đó đây lại chú bao đốm Leo pass rồi. Đấy rồi, các bạn nhìn đâu, Hiệp ăn 1, Leo tạt ra. Thế là thôi, nó đang bắn thằng Hiệp. Mẹ Leo ra chắn mặt. Leo vừa giạt ra để chắn đạn hộ địch. Cái thứ hai là Leo lại giúp. Mẹ, các bạn nhìn thấy không? Leo chắn đạn hộ địch, có nghĩa là những viên đạn sau của thằng Hiệp sấy là vào hết người Leo. Còn địch bắn ọp một phát, bắn thằng Hiệp thì trúng thằng Leo, chết luôn cả thằng Hiệp. Lại là chú báo đốm Leo pass luôn, không ai khác, chỉ có báo thôi đấy. Đi sau mà cuối cùng thì đó là lại chết trước. Chết trước rồi lại còn báo đồng đội cơ. Che mắt đồng đội. Thằng Hiệp là thằng sấy AK quả vừa rồi anh em vừa xem đấy. Hiệp còn bị bắn vào đầu thế này. Bắn phát chết Leo, vỡ đầu Hiệp luôn. Thật là khó khăn. Một trận đấu rất khó khăn. Rồi, tiếp tục xem chú vào đốm Leo pass làm gì. Quay thì không nhập là nó bắn hai mặt. Nó bắn hai mặt tôi với cả Hiệp luôn. Đúng rồi. Con này tôi với cả TheAnh là không có bom. Ra long nhưng mà không có bom. Nên ra là thiếu bom. Bọn nó ra dễ quá. Rồi một mạng. Xử lý thế nào tiếp theo đây? Làm được không? À, cái xưa mình nhảy được cái chỗ G kia được. Còn bây giờ mình nhảy toàn lỗi á. Nice. Ôi, Leo chắc chết thôi. Thằng AK kia nó kê đẹp. Những cái quả giạt ra như thế rất là sai nha các bạn nhé. Trong CSGO những quả đấy giạt ra bắt buộc phải ngồi xuống. Tại góc đấy người ta gọi là góc default. Lắc ra phải đắc ra là ngồi phát xuống luôn để chuẩn bị bắn luôn. Chứ góc đấy không được nhái kiểu vậy. Nhái kiểu đấy chắc chắn là chết. Rồi eco này. Xem Leo bắn quả này như nào. Sao lại góp qua cửa mít nhỉ? Tôi đang rất là khó hiểu là tại sao Leo lại góp qua cái cửa mít này để làm gì nhỉ? Quả này thì lại rất là buồn cười nhá. Quả này cực kỳ buồn cười một cái là bọn tôi clear được long này. Bọn tôi clear được shot này. Địch chưa lên. Thế nếu hiểu sao em Leo lại tự nhiên làm quả góp qua mít ạ. Sao nó bắn phát gãy chân. Thế là em Leo ném quả smoke ra. Sao nó bắn quả smoke luôn. Và em Leo bắn đeo trúng viên nào. Em Leo vẫn sinh tồn được. Em Leo làm flash ra. Tôi David bị quay. Sau đó em Leo thay đạn. Phai lìn luôn. Em Leo cũng đeo chết. Rồi em Leo đi rồi. Quả lửa này của nó lỗi mà. Tôi chắc chắn với các bạn quả lửa này của nó lỗi. Chẳng qua là thằng Leo sợ quá hay sao ấy. Đấy quả lửa lỗi này. Quả lửa này lỗi mà. Hoảng loạn quá. Đứng im thì đeo chết. Thấy nó ném quả lửa sợ quá. Mẹ chạy thì chết. Ôi giời ơi. Quả lửa đấy của nó lỗi mà. Thấy nó ném quả lửa hoảng quá. Mẹ đi chạy. thì lại chết. Mỗi khi ông Leo tấu hài phải gọi là đỉnh cao luôn. Hết cả diễn viên vì hành động. Tôi thề các bạn luôn. Quả lửa đấy tôi nhìn là tôi biết là nó lỗi rồi. Leo sợ quá. Hoàng mà quá lao vào quả lửa để chết ạ. Ôi trời ơi. Một đao đấu phải gọi là đéo hiểu là Leo đang định làm cái gì trong cái đao đấu này. Từ đầu đến cuối luôn tôi không hiểu thằng Leo định làm gì. Bây giờ các bạn nếu mà các bạn xem các bạn sẽ đều nhớ là thằng Leo nha, nó bắn mít này. Lúc đéo là nó cũng nhá ở cái chỗ này. Đúng không? Lúc nào nó nhá ở đây, bình thường nó đéo bao giờ nó đi sang bên trái. Mà lúc nào nó nhá ở đây. Đấy. Đấy không? Địch sở mốc Xbox này đánh nhá nó phải đi vào gần cái cửa bên phải này nó đứng. Đúng không? Đéo hiểu sao Leo lại lò dò quá. Đéo hiểu. Đâu đây các bạn nhìn thấy qua này. Rồi địch ra này. 1, 2, 3, 4. 12 viên thay đạn. Thay đạn lại còn thay đạn đéo xong cơ. Hoảng quá sợ quá đem vào flash ra. Vẫn còn 12 viên ra đéo thấy gì. Bắt đầu phải giao thay đạn thật. Đấy. Địch đéo qua lửa lỗi. Đấy nghe tiếng lửa. Nghe tiếng lửa. Chân chạy luôn. Ôi trời ơi. Này tôi thật đéo bắn thì thằng Leo cũng chết. Với thằng Leo qua đấy chạy qua quả lửa mà. Kiểu gì cũng chết thôi. Đấy. Hoảng sợ. Đỉnh thật sự luôn. Mà bình thường nó bắn M4 thì nó có bắn như vậy đâu. Tự nhiên đến một round cầm 57 thì nó lại bắn như vậy. Tôi đéo hiểu. Sau hai anh em nhà thằng Leo với thằng David này bị một cái rất là lớn là hai thằng này đéo bao giờ ném lửa top mid. Tôi nói thật các bạn. Từ nãy giờ những round hai thằng này ném lửa top mid đếm trên đầu ngón tay luôn. Đây, thằng David thì đéo có bom này thì rút ọp và ngắm luôn. Được rồi, có thằng David có ọp thì đéo ném lửa cũng được. Thì cũng được. Rồi Leo vào chặn đất B cũng đúng. Có ọp rồi thì không cần lửa top mid nữa. Cũng chuẩn, nhà địch vẫn lên shot nhanh này. Tại vì bây giờ nhá, thực ra vẫn phải ném lửa top mid. Tại vì cái quả smoke Xbox này đây các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ ném đa phần bây giờ tất cả những thằng biết chơi nó đều ném quả smoke Xbox này rất là nhanh. Không có lửa top mid nào nó chạy một phát thẳng lên A nhanh lắm. Em ra là anh em chơi là vẫn phải lửa top mid auto. Nhưng mà hai thằng này nó không liên kết được với nhau, đánh chạy kiểu đầu round. Thằng Damit đéo có lửa thì bảo Leo vứt đây quả lửa để em ném cho chẳng hạn. Đấy, Leo bây giờ đấy. Thì cuối cùng với ông Damit hết bom. Ông Leo trên người thì còn đúng quả lửa nữa. Hai anh em B đốt bom thì cực kỳ nhanh luôn. Rằng cái là thấy chả còn quả bom đéo nào. Trong đó bom xe A tôi thằng Hiệp mẹ đéo đấu được shot. Đâm ra tôi thằng Hiệp toàn phải dã smoke và shot đấy chứ. Rồi xem round này nào. Trời ơi, Damit chắc đổi được. Đấy, cảnh bề chán thật mẹ. Canh chỗ đấy là đẹp rồi. Nhưng cái câu chuyện này, tôi tắt Xbox rồi. Leo quả đấy bị phản ra chậm à? Đây nha các bạn nhìn này, bắn trước một tơn này. Không quả này hình như phản xạ nó chậm hay sao. Đây đây, nhìn này. Nhá như không nhá. Đúng rồi. Quả này ông Leo bị phản xạ chậm các bạn ạ. Mẹ nó nhảy bị VNPT à? Đúng rồi, quả này Leo bị VNPT hay sao ấy. Địch mẹ nhảy ra tít ra ngoài bắt đầu mới thấy có tí phản xạ. Chắc bị VNPT. Chịu. Đấy, tay to của các bạn đấy. Người tay to mà các bạn hay kể đấy. Đấy, hai anh em này có bao giờ lửa top mid đâu. Rồi bây giờ thằng Damit mới nhớ ra là phải lửa top mid đấy các bạn thấy không? Damit lửa top mid, bây giờ mới lửa top mid hơi chậm một tí. Vẫn đứng góc đấy. Round trước vừa bị bắn chết ở góc này rồi. Và round sau vẫn đứng á. Lạ nhỉ. Kiểu round trước mà chết ở góc nào như kiểu round sau tôi phải đổi góc ấy. Vẫn y hệt như thế. Đấy, tôi đã bảo các bạn mà. Người ta bảo là không ai tắm 2 lần lên một dòng sông, nhưng mà tôi chắc chắn các bạn thằng Leo nó phải tắm đến 5 lần lên một dòng sông. Round sau vẫn đứng y hệt như thế, chả khác đéo ấy luôn. Đấy, vẫn tắm ở trên một dòng sông luôn, không thay đổi tí nào. Vẫn nhà cũng vậy. Tôi đùa tua X4 để xem thằng này nó nhà. Kiên trì phết. 5 vs 1. Không phải gọi là tính kiên trì ấy. 5 vs 1 và cứ đứng nhà như thế là hơi bị kiên trì đấy. Rõ ràng đây là một con người trung thủy. Tôi khẳng định các bạn luôn, Leopard là một người trung thủy. Sau này ai mà lấy được Leopard làm chồng thì người đấy là chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời. Rất trung thủy, cực kỳ trung thủy luôn. 5 vs 1 vẫn đứng nhà. Không biết mỏi tay luôn. Trung thủy thực sự. Dài sức, công nhận dài sức, không mỏi tay. Khả năng dùng tay của Leopard là rất tốt. Đấy, bây giờ David nhớ ra ném lửa. Canh B thì không nên ném lửa lúc đầu, thật nên ném quả smoke tôi thấy hiệu quả hơn. Với cả hai thằng Leopard chặn rớt B như này là sai hoàn toàn. Chặn rớt B như này là cực kỳ sai. Bởi vì thằng đi đầu để chặn rớt B luôn luôn là thằng phải áp sát vào gần cái cửa. Bởi vì khi mà các bạn đẩy vào gần cái cửa ấy, các bạn mới không bị ăn flash. Cho nên nếu mà nó rớt B, tôi thật các bạn, canh như này mà nó rớt B nó ném flash ra, thằng Leo chỉ có trắng xóa thôi. Canh này giờ rất sai, không một ai chặn rớt B solo như này cả. Thằng này cần phải học lại cái khóa hướng dẫn của tôi chặn đất B. Bắt buộc là một smoke hầm B đầu tiên, chạy vào gần ném thêm quả nết, sau quay bật đi, sau đó đứng ngay sau quả smoke. Đấy là cách duy nhất để chặn đất B nếu mà các bạn chỉ có một người canh B. Còn đứng thế này mà gặp bọn đất B thì chỉ có ăn flash trắng xóa thôi. Góc này là một góc rất là xấu, không một ai chặn đất B như này solo cả. Rồi đốt luôn một quả lửa, một quả smoke luôn. Đúng kiểu nhà có điều kiện nhỉ. Còn nhà Hà Nội, nhà Giảng Võ, khiếp thật. Quận Giảng Võ phải là quận Ba Đình không các bạn nhỉ? Đúng kiểu người ta nhà Ba Đình cũng khác, nhà có điều kiện. 1 phút 40 giây đốt một quả lửa, một quả smoke luôn. Tay anh Leo giờ còn một quả flash duy nhất. Đỉnh thật. Nó còn nhà có điều kiện. Yêu hoang. Sao tại sao không phải là một quả smoke với cả một quả flash đầu? Giữ lại quả lửa. Đến lúc sau mà địch nó có tràn thì ném quả lửa vào hầm, giạt ra bắn mít. Nó có phải đơn giản hơn không? Để câu giờ, để không cho thằng hầm ra. Sau dồn hai thằng ra bắn mít là easy nhất. Đéo làm. Đi ném một quả lửa trước, sau ném một quả smoke dập quả lửa. Lúc dân gọi là Ba Đình có khác. Kiếp thật. Nhà quận trung tâm. Tiêu hoang lãng phí. Đấy, xin thêm quả smoke của Damit nữa. Thế là hai anh em nhà này 1 phút 20 giây. Bảo sao bom B bắn rất là yếu. Thật. Bảo sao bom xe B bắn rất là yếu. Bởi vì hai thanh niên này dùng bom quá là tệ. 1 phút 20 giây hai anh em ném mẹ hết smoke, thì 1 phút còn lại thì còn gì bom mà bắn nữa. Thì chỉ có đi bắn nhau thôi. Đấy. Đấy. Nên tap bài viên. Đấy. Thì hết còn smoke rồi đó, lại chui về cái góc vừa đấy. Rồi đạp. Đấy. Hết smoke là lại về góc cũ. Đấy các bạn thấy không? Vẫn nhịp độ nhá như vậy. Tôi tua mẹ X4 đi cho nhanh. Nhá tí địch ra thì bắn theo. Đấy quả flash này nó ném cho tôi còn lỗi cơ. Quả này nó ném flash cho tôi còn lỗi cơ các bạn ạ. Tôi khẳng định với các bạn luôn. Rồi Địch đã ra đéo đâu, bắn hết mẹ 10 viên đạn rồi. Thay đạn, địch vào mẹ trong bom rồi kìa. Ôi, mày thế bắn vào đầu địch. Ôi giời, ôi, ôi. Ôi 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 ôi. 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 Vãi đài luôn. Cánh B cái kiểu này thì tôi cũng đến khiếp. Đúng kiểu thành sinh tồn nhờ, khéo nhờ. Cánh B địch chưa ra thì phải bắn hết nửa băng thay đạn, địch vào gần thì thế đéo lại bắn vào mồm cái thằng đầu tiên. Còn vừa rồi nhá, tôi nói thật các bạn, thằng đi tanh mà nó bắn phát được mặt Leo là bọn tôi thua luôn. Tôi khẳng định các bạn là bọn tôi thua luôn. Thằng Leo canh B kiểu này là bọn tôi thua luôn. Thực ra đứng trên cái thùng đấy đứng cương mẹ đi, có sao đâu. Cứ sợ. Này, tôi cho các bạn xem thằng đi đầu rồi. Mà cũng tại vì mấy anh em này dùng bom hết nhanh quá, xong Damit lại chết chay kìa, các bạn nhìn này. Damit cầm ọp ra đấu mid, sau để thằng Deagle nó bắn chết con mẹ luôn. Bắn thế thì bắn thế đéo là được. Này. Đéo hiểu thằng đi đầu, để tôi xem thằng đi đầu sao nó đéo nhìn thấy Leo. Đây, rồi hai thằng. Không, thằng này đéo phải đi đầu, thằng số 9 là đi đầu. À, mấy anh em này nhá nhau cũng kinh đấy. Rồi nó nhìn thấy rồi, nó đi vào trong rồi. Rồi nó nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái đọc súng luôn. Ui mày vãi đái luôn. Chứ tôi nói thật các bạn, còn này Leo chết là bọn tôi thua, tôi đéo thắng đâu. Bởi vì đơn giản chết cho nó một khẩu M4, nó bây giờ nó chiếm được B. Mấy anh em này các bạn nhìn, thằng Hiệp còn đang ở tận đây cơ mà. Thằng TheAnh ở tận đây cơ mà, cứu thế đéo là được. Mà khi mà nó đã chiếm được bom thì tôi đéo chắc chắn đéo dám vào đấu nữa. Nên tự nhiên là bọn tôi lại thành retake bom. Bắn quả cánh B kiểu dở người vãi lìn. Bắn kiểu 50-50, đấy các bạn nhìn đâu. Ui, hai anh em này bắn nhau. Ui. Chính là Leo bắn cũng khéo nhờ. Mấy anh em này bắn nhau với Leo mấy trăm hiệp thì... Mấy anh em này bắn nhau với Leo mấy trăm hiệp mà đéo giết được Leo ở trong bom ạ. Cũng đỉnh, búa cột cũng đỉnh đấy. Sao lại dùng cả một quả smoke để ném mít là thế đéo nào. Ném mít mẹ nhà nhiều tiền thế. Ném một quả smoke mít luôn. Ông Leo thêm quả smoke nữa. 1 phút 45 giây hết smoke thì bây giờ tí mà nó tràn B thì đỡ kiểu gì. Tí nó tràn B thì còn cái đéo gì mà ném. Hai anh em này ném bom phí thật. Nó hâu B rồi kìa. Rồi, Damit lên ngắm ọp. Leo bắn gần, Leo sẽ nhá cửa cho Damit ngắm ọp B. Damit ngắm ọp cũng kiểu nhạc quê. Rồi, bom rơi. Ui, non. Ném lửa. Đấy, quả này nó kêu này. Ui, B ra các kiểu này. Các bạn thấy không? B ra, tôi phải chạy về tôi cứu nó này. Sao tôi ra tôi bảo, đéo thế thằng nào. Phải lìn địch mẹ ra mẹ mít này, các bạn nhìn đâu. Đấy, các bạn nhìn đâu. B ra các kiểu vậy, gào thét luôn. Địch sắp ra nơi rồi. Làm đéo thế có thằng nào đâu, nó có quả lửa mà, làm sao mà địch ra được. Khổ thế vì ông Lèo. Đấy, rồi may quá ăn được thằng B. Mày tôi bắn nó mồm thằng mít rồi mà nó đéo chết. Tiếc thế. Leo thì lại chết luôn. Chán thật. Khổ vai đái luôn ông Leo. Con này rõ ràng nó có quả lửa thì nó phải bảo là B chưa ra được chứ. Con này trong stream nó cứ hô. Đây này, tôi bật hẳn live stream lên cho anh các bạn xem. Bom rơi này. Rồi. Bom rơi B này. B này làm bốp thế. Có flash cho Leo nhá. Một B. B vào kìa. Flash này, flash đổ sau lưng này. Nổ sau đầu. Nổ. Trước anh em bị smoke rồi. Đây là tôi còn support cả flash cho nó nữa. Mà nó có cả quả lửa nữa cơ mà. Đẹp thế mà sao nó không nhảy lên mà nó bắn nhở. Tao vào trong này. Ui, nó chưa lên cái phải B chưa vào, B chưa vào. Nhặng hết B cả vào. Cái thật. Tao biết đứng đâu. Bom rơi này. Rồi. Bom rơi B này. B này làm bốp thế. Có flash cho Leo nhá. B vào kìa. Flash này, flash đổ sau lưng này, nổ sau đầu. Nổ. Trước anh em bị smoke rồi. Đấy, cùng support flash chả làm được cái đéo gì. Cái nhà hai là quả này nó có lửa mà nhở. Nó sợ cái đéo gì? Còn này nó phải bảo là B bị lửa rồi, có B chưa vào đấy, cho anh em bắn cho nó thoải mái đi. Đấy, cuối cùng mất luôn cả mid bởi vì cố gắng hỗ trợ B. Khổ quá. Đá mid bắn map này đã chán rồi, thêm vùng Leo nữa. Nào để xem ra pistol nào. Ui, kẹt một cái là thế đéo là. Leo bắn qua này buồn cười vãi lìn. Biết nó ô tô rồi. Cùng từ đéo là Hiệp lại thành ra bắn. Đấy, đấy, nhà. Ê, ném đi coi. Đấy, đấy. Không dám ra bắn với nó đâu. Lại thay bằng đạn mới. Đấy, cũng Hiệp chết đấy các bạn ạ. Thằng kia nó có chết đéo đâu. Leo đi đéo ra bắn đây. Cứ bắt một viên thấy đạn kìa. Thói quen lạ thật. Tanh Long thì ra đến nơi khớp một cái. Này, em nhìn lại Duelist Leopard này. Này, các bạn nhìn này, nó đi ngay sau lưng tôi này đúng không? Các bạn nhìn nhá. Tôi nhảy ở long luôn này, các bạn nhìn không? Đấy, khớp một cái bắt đầu ra đấy không? Khớp một nhịp bắt đầu ra, không là nó đi ngay sau lưng tôi, là nó sẽ đi ngay sát tôi, nó đổi được mạng cho tôi này. Đấy. Bắn thì trượt. Đấy, bắn nhau đằng kia. Đeo ra bắn nhau đằng kia cơ. Thế đéo là hiệp lại là người chết, quả này buồn cười nhỉ. Đấy, leo cái đứng đi ném quả đi coi vào đấy đéo hiểu để làm gì. À ném quả flash à? Hay quả đi coi. Đéo hiểu luôn đâu, quả đấy nó ném quả gì đấy? Quả đi coi mà. Đéo hiểu sao đang bắn nhau đi ném quả đi coi vào trong đấy làm gì nhỉ? Hay nhỉ? Đéo bắn nhau đi ném quả đi coi đấy làm gì? Để quả đi coi nổ mất một máu của địch à? Để cho địch chết à? Tôi hài nhỉ? Tôi cũng đéo hiểu luôn. Bắn nhấp nhà ấy. Đấy cứ bắn mấy viên để thay đạn, này. Đấy cũng nghĩ thằng Nghiệp lại là thằng chết đấy. 3-4 anh em đi bắn một thằng ở cái ô tô. Nó đang bắn để rút đi coi ném cái, ra bắn 2 viên lại giật vào lại thấy đạn cái. Rồi cứ bắn 5 viên lại thấy đạn cái. Hiểu làm cái gì cho cái cuộc đời này luôn. Không hiểu, tôi không hiểu lối chơi. Bây giờ lại thay đạn lại lùi về. Ok. Chạy về, bên kia chắc chắn là nó bách về rồi. Nó sẽ giữ một thằng ở lại thôi để bắn nhau nó mít thôi. Nó biết thừa hai anh này bách về có gì đâu. Trời ơi, hai anh em. Đấy đấy, bây giờ cho TheAnh đi trước này. Leo lại đi cách TheAnh hẳn 5 mét. 5 mét luôn. Rồi TheAnh chết. Rồi ra bắn nó mồm này kia. Ui bắn nó mồm đấy nhá. Bắn nó mồm vào đấy nhá. Giật về luôn. Thân thủ cũng phi phàm nó phết. Damit về lên là sẽ ăn được thằng trên bom. Bên kia một thằng ở trên shot chạy ăn về T-side. Úi giời. Còn này hình như leo gặp thằng ở mid hay sao? Đúng rồi. Ôi. Thằng này yếu, thằng này khỏe. Rồi lại chạy vào. Nó đuổi ngay sau đít. Ok. Quả này anh em bảo bom kín này. Đây nhá, quả này biết là móc lon rồi nhá các bạn nhá. Bảo bom kín. Đấy, các bạn nhìn đâu. Bảo bom kín đi leo. Đấy, bom kín của leo đây. Vãi lìn luôn. Các bạn thấy những cái logic của Leo đỉnh không? Bom kín. Quả này trong livestream rõ ràng là bọn tôi bảo là quả này đặt bom kín. Nhưng các bạn nhìn thấy bom kín của Leo Park ấy. Đỉnh cao không? Mà rõ ràng nó biết là có móc long cơ. Nó bắn nhau với chính thằng móc long cơ, chứ không phải là nó không biết nhá. Chính nó biết là móc long. Nó biết thừa là có một móc long. Thế đó là nó vẫn đặt bom về long. Tôi đã hiểu. Thề, kín là bắt buộc phải đặt ở cái góc này này. Kín là bắt buộc các bạn phải đặt ở cái góc này này. Các bạn phải đặt ở cái góc này thì mới gọi là kín. Đấy. Cái góc trước mặt này. Đấy. Thì mới gọi là kín. Ôi, sao lúc sau nó giải thích là em sợ thùng ninja chưa check. Ôi, ông Damit bắn nhau với thằng trên A nửa tỷ hiệp giết là thằng trên A, mà thằng ninja mà nó không ra thì đúng là nó phải gọi là bố của Leopard luôn, bố của thí đồng đội luôn. Sợ thật sự luôn. Biết bóc lon, bảo đặt bom kín đi vẫn đặt về lon. Anh em nói như thế rồi. Rồi bây giờ phóc bài. Con này hình như cũng đỉnh. Vứt bom lại luôn. Nếu hiểu tại sao lại vứt bom lại. Tôi thật các bạn nhé, con này không bao giờ được vứt bom lại, bởi vì nếu bạn đi một mình ấy, thằng Leo nó đi một mình thì nó phải vứt bom lại. Rõ ràng nó đi với cả 2 người nữa là tôi với thằng Damit với cả tôi. 3 đi B. Giờ là cần gì vứt bom, kẻ bom rơi bọn tôi cũng đổi mạng để cho nó mà. Vứt quả bom lại đã. Kê hầm B đầy đúng không? Rồi. Chỉ kê thôi. Có dám ra pick không? Nhá một tí rồi lại kê. Thằng này chắc tôi phải tua x4 lên. Đấy, nó chỉ thế này thôi. Ui, kê an toàn lắm anh ạ. Em kê hầm B chắc lắm rồi. Đấy. Cả 1 phút nó chỉ có trái phải tiến lùi, hết. Hết 1 phút rồi. Nhặt quả bom. Rồi lại tiếp tục xem làm gì đây. Ngoài thế anh bắn tốt mà. Rồi cầm dao chạy ra biết. Còn này biết B clear nhá. Rồi nào. Rồi ăn được một thằng. 1.2 sờ mốc đẹp này. Thế anh ăn được thằng móc này. Đấy, thế anh bị móc này. Thằng móc bắn lỗi này. Thế anh ăn được thằng móc này. Xem Leo làm gì đây nhá. Quả này 2 vết 1 cực kỳ đẹp nhá. Thậm chí tôi lại cho các bạn xem luôn thằng móc nó đang làm gì này. Thằng này nó đang muốn đuổi bắt thế anh này. Các bạn nhìn này. Đâu. Ui, thấy không? Đấy, nó đuổi. Thế anh câu giờ rất là nhiều rồi. Leo làm gì? Leo làm cái gì này? Sao Leo thân thủ phi phàm vừa thấy treo lên cửa sổ mà đã lùi đây rồi. Leo chui vào bục trốn. Leo ném smoke cửa rồi nhưng mà Leo vẫn ngồi kê smoke. Mặc dù Leo biết là thằng địch nó ở tận mid cơ. Rồi Leo kê đấy. Leo kê cả hai đường một lúc. Ok, bảo sao thua. Rồi. Ui, Leo bắn lỗi. Ôi, Leo chết luôn. Ui trời ơi. Thế anh thì ở xa, thế là nó có kit, thế là nó gỡ bom luôn. Thế là thua luôn. Xử lý quả tệ không các bạn. Đồng đội làm hết rồi. Quả này tôi thật các bạn, tất cả những cái gì khó bọn tôi làm hết rồi. Thằng Leo nó chả phải làm cái đéo gì cả. Này, nó chỉ có ngồi kê hầm, nó còn đéo ra được pick hầm cơ. Đấy các bạn nhìn đâu. Xong về này, à, nó nhặt bom này, nó đi ra này. Lúc này thằng địch còn chổng đít cho nó bắn này. Dễ không? Đấy, thằng địch lại còn bị tôi bắn yếu thôi cơ. Dễ không? Cuộc đời của nó rất dễ này, nó smoke này. Ok chưa? Đấy, nó đặt bom. Đặt bom xong, nó trèo lên. Đấy, sau nó lại lùi xuống. Nó lại nhảy vào bục. Quả này thực ra thằng Leo xử lý quả này rất là đơn giản. Nó chỉ ngồi bục, nó kê cái window thôi. Bởi vì chả có thằng đéo là dám góc vào cửa cả. Và hai nữa là nó phải nhìn trên radar là thằng địch đang ở rất là xa nó. Nó phải chọn cho mình một góc nào đấy rất là đẹp đi. Hoặc là nó vào hẳn bục xa cũng được. Này, này, chọn chỗ này. Sau đầu tự nhiên đi chọn một cái góc giữa đường. Đấy, kê hai đường cùng một lúc. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy, nghe thấy địch rồi này. Đấy, nghe thấy ở window này. Đấy, đấy, bắn lỗi thử kill. Nó bắn cho vào mặt. Trông chán đâu. Chả làm được cái tác dụng gì đấy. Đấy. Sau đến lúc anh em lại nhìn vào rác. Tại sao rating thằng Leo nó cao. Bắn thế thì mẹ tôi bắn rating rồi còn cao hơn. Tôi chắc chắn các bạn luôn. Nào bây giờ đi thi cùng đội. Ui rồi. Nào thí xong người em Damit rồi. À, đến lượt tôi này. Bạn nhìn này. Đấy. Đấy tôi bị hầm bắn. Rồi ra đổi mạng. Rõ ràng. Rồi ra đổi mạng. Đấy các bạn đâu. Hai mạng của nó. Một mạng nó thí Damit này. Mạng thứ hai là thí tôi này. Đấy. Nó có hai flag này. Nó đi thứ ba. Sau nó lại bảo em đi đầu. Rồi gọi lên shot thôi. Tay lên thôi. Còn gì nữa đâu. Liều thôi. Đấy. Thế anh bắn quả này cũng ảo rồi. Thế anh quả này nhảy xuống bắn phát vào mặt thằng kia luôn. Anh em về B này. Quả này chuẩn này. À smoke đây. Hai kia lên shot. Đúng rồi. Hai kia chưa nhận được thông tin là nhảy CT rồi. Quả này rất là đẹp chứ. Rồi lên. Quả này thì anh bắn cũng đi lỗi này. Cái quả smoke đấy nó sẽ bị che hở cửa nên bắt buộc phải đi vào đây này thì đúng hơn. Đấy, đặt bom này. Ông Thế Anh quả này thăm mình sai. Địch phải vào cửa rồi thì thằng Thế Anh mới được ngẩng đầu lên. Còn cái góc con Leo Pat này tôi dậy cho cái góc bên này này. Đây góc này là góc đẹp này. Góc này tôi hay đứng ấy, rất là đẹp. Mà cửa vào lúc đầu không nhìn thấy luôn. Các bạn hiểu không? Góc này được một cái là cửa lúc đầu vào sẽ không nhìn thấy luôn. Nó phải vào hẳn sâu trong thì nó mới nhìn thấy thằng Leo được. Góc này rất là đẹp. Đấy, tự nhiên ông Thế Anh chết. À, quả này Leo. Quả này nó vẫn chưa biết thằng Leo đâu. Nó cũng đang nghĩ thằng Leo ở trên bục này. Nếu quả này thằng Leo mà chủ động dạt ra, lùi ra, ăn thằng ở trên window trước thì thằng Leo sẽ clutch được. Bởi vì cái thằng đi đầu nó vào, nó đã đeo check thằng Leo rồi. Thằng Leo ăn thằng window rất là dễ. Sau thằng Leo vẩy tâm sang thì nó sẽ có thể clutch được. Nhưng mà quả này lỗi là của Thế Anh, không phải lỗi của thằng Leo. Hai anh em phải xử lý cuối tệ vãi lìn. Bao nhiêu lợi thế xử lý cuối toàn thua. Rồi bây giờ xem nào. Rồi làm gì. Vẫn bay được tiếp. Thằng smoke kickbox. Này tanh shot này. Thế Anh đi đầu. Leo cách Thế Anh 2 mét. Rồi đổi được 1. Lửa luôn. Thế Anh cũng cục phết. Chính là Thế Anh tanh cục phết. Rồi lên chiếm được A rồi. Tôi móc B này nên ra mấy thằng kia dám đéo dám bách kìa. Tôi móc B nên ra mấy thằng kia sợ đéo dám bách. Rồi tao này thắng rồi. Tao này công của thằng Thế Anh. Nó tanh quả cục mà nó ăn được người. Thắng rồi đéo còn gì nữa rồi. Bên kia xếp súng thôi. Anh em gì đâu. Damit thì lao ra bắn nhau. Leo thì cứ đứng đúc cửa thôi. Damit thì lao ra bắn nhau hổ báo. Leo thì rất là an toàn. Chống dịch an toàn. Cứ đứng đúc cửa thôi. Flat long này. Phải rớt long này. Có cầm lửa. Sấy luôn. Đúng rồi. Phải sấy luôn. Rồi Leo chết cũng được. Nguy hiểm. Rồi. 2 đổi 3 quả này là hay rồi này. Quả đấy thằng Leo là giạt ra như thế là cũng chuẩn nha. Thằng Leo quả đấy là đáng nhẽ là giạt ra là nó phải sấy thằng AK vào trong smoke luôn. Kiểu gì trong smoke chẳng có địch. Rao này chắc là thắng thôi. Đúng rồi, rao này không thua được. Nào, gì đây? Rất lo. Vậy rớt long à? À rồi, flash chồng đội. Mấy anh em rớt long, may quả này nó nết lỗi ấy. Nó nết lỗi ấy. Không, mấy ông này chết hết. Nó 4 nết cơ mà các bạn. 4 quả nết. Nó nết lỗi ấy, không thì ăn rồi. Và thằng cuối tôi nghe thấy ở đâu rồi? Tôi nghe thằng cuối ở đâu rồi? Đấy, các bạn nhìn đâu? Đang bóc cái thằng này nó quay lại, buồn cười vãi lên Lucas. Rồi nào xem lại, quay lại Leo. Anh em cứ ném nhiều flash ra long quá đấy. Lúc này các bạn nhìn này, hết mẹ flash này. Ra mỗi chiếm được mỗi cái lon hết mẹ flash này thì bắn làm sao được. Vậy tôi kêu mít này, may quá tôi ăn được một thằng mà tôi còn lùi về cơ. Không biết là còn nữa. Mẹ còn này hai thằng có đẩy mít đấy. Trung Quốc, may mà mình tỉnh. Tôi ăn được một thằng này, tôi lùi về luôn này. Ai, còn Leo đây, thằng Hiệp chửi đấy đúng không? Đây, tôi lại quay trở về với các bạn để cho các bạn xem Leo lại. Xem lại ra này, rồi flash này, tanh ra được long này nhá. Mới xem mấy anh em này làm cái đéo gì ở long. Anh em này làm gì ở long đây? Vứt smoke cho đồng đội. Lại nhảy về, nhặt bom, vứt bom cho đồng đội. Rồi cây cửa long. Rõ ràng tôi đang cây cửa long mà nhở. Lại vòng về cây cửa long. Thế đéo đâu. Rồi ui rồi, thế anh chết à? Leo lại bất sống. Damit đẩy mẹ đến shot luôn. Damit nhảy CT luôn. Rồi, Leo phát hiện ra một thằng ở shot rồi. Damit chết rồi. Thế anh cũng chết rồi. Bộ ba anh em lên bom bây giờ thì còn mỗi Leo thôi. Hiệp thì yếu máu. Leo vẫn nguyên 100 máu. Rồi, Hiệp bán hộ. Leo tay cầm lửa. Rồi, cũng Hiệp làm hết. Vãi đái, một rao đấu Leo chỉ có mỗi đi đặt bom ạ. Đỉnh thật. Đỉnh thật. Một rao đấu các bạn nhìn thấy rằng là Leo chả có việc gì ngoài việc ăn với đặt bom thôi. Không có cái tác dụng gì luôn. Không gây ra một đam nào cả. Đưa được một cái thông tin duy nhất là một thằng sót hết. Tất cả Damit, TheAnh cái thứ là xả thân đi sinh đi làm hết rồi. Thậm chí đến cả bắn nhau đoạn cuối Leo cũng không bắn nhau luôn. Rồi, về rao này sao lại cây cái góc này nhỉ? Góc này xấu vãi lin nữa. À đâu này, thằng Hiệp bảo búc và flash cho anh em này ra này. Rồi. Này, quả này rất là buồn cười. Thằng Damit đi đầu nó đã không check sau cửa rồi, nhưng mà thực ra thằng Damit nó biết là sau cửa không có. Nghĩa là mấy anh em này giao tiếp với nhau rất là tệ. Thằng Damit nó đi ra long từ đầu, nó biết là chưa có thằng nào sang trái nên nó không check sau cửa nữa. Thế là cũng thằng Leo đi xa cũng không biết gì cả. Cũng nhìn theo hướng của thằng David. Sau đó tôi ra tôi mới nhìn theo cửa, bởi vì tôi không hề biết là sau cửa không có. Rõ ràng là quả này logic đẩy quả này rất là đơn giản như này, này các bạn nhìn. Thằng Leo nó đứng đây nó kê khai cửa ngay từ đầu đúng không? Thế nó phải báo là địch chưa ra trái. Địch chưa sang trái đúng không? Thằng David ra bảo là ra là biết là trái là không có rồi thì phải báo cho bọn tôi. Mấy anh em này, hai anh em đi đầu cháo ông nào báo là địch không có ở sau cửa. Cứ im bắn thôi. Đấy là lý do tại sao mà tôi ra tôi vẫn phải check sau cửa. Tôi biết thì đéo nó được. Đấy, ra long này. Đéo rút lửa ném luôn. Rồi, đấy bọn tôi nhá ra bắn nhau, Leo cứ đứng nhìn thôi. Đấy, Leo cứ đứng nhìn thôi. Mà tôi là thằng cầm bom nhá, các bạn nhìn đâu. Leo cứ đứng nhìn thôi. Nào, đi các anh. Các anh đi. Nào, các anh đi. Nào, ôi đi. Mạnh mẽ lên. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy. Rồi. Kìa có cái đầu nó kìa. Ông Leo đéo nhìn thấy à? Ông Leo đéo nhìn thấy cái đầu stack ạ. Đỉnh thật, mắt còn kém cơ. Vẫn trăm máu nguyên thấy không? Damit chết rồi. Tôi cầm bom đi theo sau cover. Vẫn trăm máu nguyên. Vẫn khỏe. Không gặp vấn đề gì hết. Đỉnh thật. Đi cứ đi sau lưng đồng đội rồi. Đó, lúc đéo là cũng phải có 2 cận vệ đi trước. Leo đi sau cùng đấy. Bây giờ là 3 cận vệ đi bắt súng đúng không? Leo ở lại kê bom. Đấy. Leo cũng suy nghĩ cẩn thận. Có thể là nó sót ra long rồi đấy. Ngồi kê nó. Đấy, cẩn thận lắm. Ngồi kê đàng hoàng các kiểu. Nó long thật. Ui giời, nó bắn qua này cũng kinh. Thằng kia bắn qua này cũng kinh. Leo cẩn thận ra là bắn cho phát vào mặt luôn. Nhưng quả này nó bắn kinh. Cốp phát vào đầu luôn mà. Rồi. Vậy Leo một mình đi hầm B. Đấy, các bạn nhìn xem. Khi đi một mình thì Leo sẽ đi như thế nào. Đây, bọn tôi ra long bắn nhau chí chóe ấy nhá. Căng thẳng luôn. Bọn tôi bắn nhau với rằng là long rất là căng luôn. Đấy. Leo nghe đến một thằng mít này. Leo vòng một tua. Leo trèo lên shot. Ok, Leo móc lên shot. Ok, đẹp luôn này. Quả rất là đẹp luôn này. Rồi. Quả này cực kỳ đẹp luôn. Leo quả này rất là đẹp luôn. Di chuyển. Rồi, tôi biết rồi. Tôi biết Leo móc rồi. Nên ra quả này tôi ấy này. Tôi nấp thì tôi chờ Leo này. Ui. Quả này thằng Lucas hình như là đéo biết thằng Leo đâu. Quả này thằng Lucas không biết thằng Leo đâu. Chắc chắn. Không biết thằng Leo ở trên shot đâu. Một là Leo bắn cũng lỗi. Hai là nó bắn cũng kinh. Quả này chắc chắn các bạn luôn. Thằng Lucas quả này không biết đâu. Đấy. Một lỗi ạ. Tay kia David vừa cầm bom. Đấy, quả này nó không biết này. Đúng không biết này. Đấy, thấy không? Nó không biết mà. Leo quả này bắn lỗi. Leo quả này bắn tốt hơn là Leo ăn được nó rồi. Trời ơi. Chán quá. Không, quả này Leo bắn lỗi. Tôi chắc chắn các bạn luôn. Gặp thằng Hiệp quả này nó bắn ra chắc chắn là chết. Không bao giờ sống được. Kịp vời. Đấy, quả này nhưng mà quả này tôi clutch. Tay to à? Các bạn khen tay to nó cũng vẩy ác đâu. Đấy, xem lại. Tay to gặp tôi cái nó khác bọt gai cái gì đâu. Mình phải xem lại đúng không? Đấy. Đấy, đúng không? Quả này cũng dị thật, nó bách một phát về luôn. Hai thằng nó đi đẩy bít luôn, dị thật sự luôn. Mình cũng giật mình. Tại mình vừa thấy thằng ọp ở bên kia xong. Tay cũng to đấy. Nhưng mà gặp tôi tay to hơn thôi. Hơi tiếc. Xin lỗi người em Lucas nha. Xây xác ngay. Chết lại quay ra demo mình à? Không được. Phải xem nốt demo Leo. Đây. Anh chơi Leo phát. Dọc lửa. Đi qua lửa. Thằng này dập lửa toàn lỗi á. Thằng Leo này dập lửa toàn lỗi. Ôi dồi ôi. Biết biết có một rồi đấy. Chạy về luôn. Ông ngoài này chạy về thì là đúng. Ông này cũng dập lửa, ông đi qua lửa. Ông toàn dính lửa thôi. Kiểu nó không hình dung quả smoke như nào ấy. Quả lửa ấy, dập đúng không? Phải dập vào giữa quả lửa. Chứ không thể dập vào đầu quả lửa được. Dập lửa toàn lỗi thôi. Quả này như tôi vẫn ăn được thằng hầm mà. 3,3 mà. Đúng rồi, tôi ăn được thằng hầm này. Đẹp luôn này. Rồi, chậm rồi. Nào, xem hai anh em này làm gì. Còn này Hiệp còn sống à? Đẹp. Rồi, KCT. Thằng kia móc, ui. Thằng Trung Quốc móc quả thám mình ảo thật, bọn tôi vừa lên xong. Ui, bọn tôi vừa lên xong. Mà Leo quả này cẩn thận thật. Nhưng rõ ràng nó đi cuối nó là phải thằng kia sau lưng mà. Nhưng mà nó cứ quay đi quay lại nó lại vứt kê sau lưng. Bắn được vào đầu địch. Con này lên A thôi. Yếu lên trước đấy. À đây quả nào report là đây đúng không? Đây sao tôi hỏi là đâu? Khó quá. Đang 3,4. Con này Hiệp bắn trượt hay sao ấy. Tôi ăn được thằng Long rồi. Ôi con này đen đang Hiệp quá. Nó bắn con này tôi cũng kinh cơ. Con này Hiệp đen quá. Hiệp cứ ngồi im đi kê là thắng rồi. Hiệp thì em muốn rụt vào trong cho nó an toàn. Đèn quá. Còn này Hiệp là muốn rụt vào trong cho nó an toàn, nên đâm ra là cuối cùng bị đúng lúc Tham Minh đang giật vào thì nó ra nó bắn. Đấy, nó nhìn thấy tôi này, phải nó bắn tôi kinh ạ. Ui, sao cái góc của mình là mình vừa mới nhìn thấy nó mà góc của nó nhìn thấy mình một lúc rồi nhỉ? Cái góc ảo đấy nhỉ? Góc của nó nhìn thấy tôi một đoạn rồi nó bắn phát vào mặt tôi, nó dừng lại nó bắn vào góc của tôi, và góc của tôi nhìn nó là nó đang giạt ra nó bắn phát mặt tôi luôn rồi. Nào xem quay trở về em Leo ơi. Nhanh quá nhanh quá nhanh quá. Pao 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 pao. Em Leo chưa chết à? Rồi. Mà ba anh em tanh sót buồn cười vãi. Này các bạn nhìn vào này. Tanh lo rồi. Đấy, Hiệp đi đầu rồi. Leo sấm mốc dập lửa. Sấm mốc dập lửa toàn lỗi thôi. Máy móc quá. Đấy, sấm mốc dập lửa lần đéo là cũng ăn lửa trọn vẹn luôn. Dập toàn dập lỗi. Mấy anh em này dùng bom rất là ẩu. Sùng hết mẹ bom luôn. Dập quả lửa, smoke dập lửa toàn lỗi. Đây, quả này đi sót này rất dở này các bạn nhìn. Thằng Damit quả này phải chờ thằng TheAnh, thằng Damit chạy nhanh quá. Này. Trông giống cách ly xã hội ông, mỗi ông cách nhau 3 mét chứ đéo phải 2 mét. Tôi khẳng định các bạn luôn, cái này là 3 mét. Đấy, từng ông chết một. Đấy. Đấy, 3 ông 3 cái mồm, đéo ông nào đổi được mạng. Quả này bởi vì đơn giản là 3 ông chạy cách nhau xa quá. Quả đấy thằng David chờ đội là thằng TheAnh nó đổi được mạng thôi. Quả này vẫn ăn được 2 này, mà tiếc quá hiệp chết. Thật ra là còn tôi khó quá. Tôi cố đặt bom vào này lấy tiền thôi. Cơ hội xử lý quả này là gần như không còn nữa. 3 máu. Giặt ra luôn. 3 anh em. 3 chú bé. À đây quả này quả ông Hiệp khóc thét đây, đúng không? Cái tình huống này đúng không? Hai smoke. Này, quả ra long chậm này. Nào để xem quả này sao Hiệp khóc thét. Để tôi sẽ xem lại quả này. Buff flat, Hiệp buff flat chồng đội mà Hiệp đứng buff flat này. Các bạn nhìn này. Hiệp buff flat này. Đấy, Leo là người tanh. Ok. Ôi trời ơi. Ôi hai anh em tanh cơ. Ôi trời ơi được chết. Ôi. Ôi tôi hiểu rồi. Bỏ rơi Hiệp cay thế. Ôi trời. Bỏ rơi Hiệp qua đây Hiệp chửi vãi cả đái chửi rồi. Công nhận phải chửi. Ôi giời ơi, được cả đôi, cái gì đó với một người được không? Đức ông Leo này có thêm ông TheAnh cơ. Này các bạn nhìn này, Hiệp là người búp plat này. Đấy. Ôi giời ai anh em tanh cơ, còn lại buồn cười đéo chịu được. Này, này các bạn nhìn này, thằng Leo thì nó đã ngu rồi. Quả plat này kiểu gì nó búp thẳng thì phải quay mặt đi chứ, ông Leo đéo hiểu sao đấy. Ôi giời ơi, ông Leo, ông ấy đứng nhìn thẳng quả flash ạ. Tôi cũng đéo hiểu. Sau bắt đầu ông ấy mù, nhưng mà mù nó biết là nó vẫn phải tay kìa. Nó thê mặt nó nhảy. Ở đây đây, hai anh em tay. Ôi ơi, hai anh em tay phát thùng vào cái thùng xanh luôn á. Nó đỉnh quá. Nhìn. Thế cuối cùng ông Hiệp đi sau lại là người tanh ra. Nó đỉnh cái ngồi thùng xanh nó bắn. Đời thừa đấy, cuối cùng Leo tay Leo lại đéo chết rồi. Leo vẫn còn 78 máu nữa cơ. Hài đéo thể chịu được. Rồi hiểu tại sao hôm qua là Hiệp chửi ạ. Bảo sao hôm qua là Hiệp nó chửi quả này cay thế. Giờ xem mà mẹ hai ông tanh cái chả trách được cái đéo gì cả. Tanh thì một phát ra tanh tụng ra tụi hai anh em là tụng ra anh ngồi với nhau ạ. Xong Hiệp thì đéo lại Hiệp lại tanh người đi đầu, Hiệp bị nó bắn chết. Leo đi đầu cũng tanh người đi cuối ạ. Khéo thật sự luôn ạ. Đỉnh thật. Được, đây tôi bật cho các bạn xem Hiệp chửi vào đấy như nào. Đéo hiểu sao ông Hiệp búp flash cho ông Leo thì ông Leo lại đéo quay mặt. Sau ông Leo mù, ông Leo nhảy mẹ vào cái thùng rác. Mẹ siêu phẩm luôn. Xong ông Hiệp lại thành tanh cơ ạ. Quả đấy là cái thằng ấy hỗ trợ cho hai trận nào. Đây đúng không? Nó đang định bắt một bit về B. Chết rồi, đã 13 11 rồi. Mẹ quả đấy. rồi. Đây 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 đây. Đây các bạn. Này. Dưới đẩy rồi. Đây đây tao về rồi. Đấy các bạn không? Tôi lúc nào tôi đi với đồng đội tôi phải về bởi vì sao? Bọn nó đẩy hầm phải có người kê lại. Khổ. Cách nhau khoảng đôi mét. Long hai quả smoke rồi. Ngắm mid chết. Tí flash long chậm này em ra đây. Long hai phòng ngắm nhá. Ta bị smoke nhá. Thật đẩy cống nhá. Đẩy hầm hay sao ấy? Đẩy hầm rồi, đẩy hầm B rồi. Vâng. Flash này, bố check trái, bố check phải đấy, flash này. Anh check trái đi. Đây anh Hiệp nó còn flash này kìa. Check trái đi. Ôi giời ơi, anh Lèo. Hai anh em đéo nói gì với nhau. Anh Lèo trắng, anh Lèo trắng. Thằng Lucas này. Thôi anh Lèo xoay tầm. Anh Lèo có chơi cái gì đâu. Kìa, mẹ mày sao? Tao lúc nào cũng là tôi nhỉ. Anh ấy không chịu thanh à? Mình lộ. Lúc đó là cũng là ba anh em nhưng mà vẫn lòi ra anh em còn lại chết. Để trông ấy. Ui, không biết nói gì nữa. Anh đứng thùng rác làm gì? Đâu anh vừa ra đang chưa trấn an. Trấn an. Em sẽ cho lát long cho mấy ông. Em lát long cho mấy ông ý, em cầm ngắm em lại phải tách ra trước bãi. Trấn an. Lát là lộ rồi thì ra mà clear đi. Ôi giời ơi. Không, chúng mày đeo chúng mày không xứng đáng ở cái mức rank B cộng. Mẹ chúng mày bắn đéo bằng tao mà mẹ rank thì chúng mày còn hơn cả tao là mẹ mà rất là sai lầm trong cuộc đời này rồi. Đéo hiểu à? Em là thằng ngắm, em là thằng flash long ở tận cái ô tô ở ngoài cái cửa. Flash nổ rồi vẫn là thằng tanh ra đầu tiên. Chất anh bị mù thế là anh. Sao mày lại bị mù? Tại sao mày bị mù? Bị nhầm tham minh. Bị nhầm tham minh. Mẹ mày chơi game bao nhiêu năm mà cứ nhầm mới không. Cày quá lìn. Nhưng mà hôm nay tôi được xem siêu phẩm. Đỉnh thật. Mẹ Hiệp búp flash ra cho anh em tanh lo. Anh em nhảy con mẹ ở thùng xanh luôn ạ. Khéo thật. Chả check được cái đéo, check được mỗi sau cái cửa clear hết. Sao anh em lại kẹt ở đấy, anh em đéo đi tiếp. Thế là thằng Hiệp đấy, các bạn nhìn quả đấy thằng Hiệp. Tôi cho các bạn xem góc nhìn thằng Hiệp. Khổ khác đéo con chó đâu đấy. Đây. Đây. Kê mít cho đồng đội này. Đấy, anh em ra gần này, búp flash cho đồng đội này. Flash đẹp luôn này. Ông Leo thì đứng nhìn thẳng vào flash, đéo hiểu tại sao. Đấy, nó tanh ra lốc cho đồng đội một vị trí này thì đáng nhẽ đỏ này là anh em phải tanh ra tiếp, hiểu không? Nó lốc cho cái thằng giạt ra rồi. Nó đẹp lắm rồi. Sao anh em cũng đéo tanh, anh em kia cứ đứng thế thôi. Đấy, cứ đứng nhá thôi. Cái thằng Hiệp thấy vậy lại phải nhảy ra. Đúng rồi, thế là Hiệp chết. Cay vãi lìn. Thật sự tôi là thằng Hiệp tôi cay. Quá cay luôn. Hai anh em tanh ăn lo ra hai anh em đứng con mẹ sau lưng ông Hiệp luôn. Chịu. Không biết nói gì. Bó tay. Rồi. Leo thì từ người đi đầu trở thành người đi cuối. Khéo thật. Quá khéo. Cực kỳ khéo. Từ là tanh cơ thì Leo lại thành người sống cuối cùng. Chán. Đấy sao bắt đầu anh em vào xem frag rating. Thằng Leo lúc đó nó chả cao. Nó bắn thế nó không cao thì mới lạ. Có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu thứ để thí thì nó thí mẹ hết rồi. Còn cái gì nữa đâu. Nhà còn cái gì để thí nữa đâu. Đến kể cả những thằng đi sau mà nó còn thí được thì làm gì còn cái gì để thí nữa đâu. Đấy. Thôi. Cảm ơn anh em hôm nay đã theo dõi buổi livestream cho tôi. Tôi phải đi có việc rồi. Bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào lúc nào đấy.